Do ảnh hưởng tiền không khí lạnh tăng cường, sáng nay 6 tháng 12, Hà Nội mưa rã rít kèm trời lạnh. Gần 8 giờ sáng mà trời vẫn tối, có sương mù, xe cộ tham gia giao thông phải bật đèn. Mưa có dấu hiệu ngày càng nặng hạt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Trên đất liền sáng nay sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến 4. Ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 15 đến 18 độ C. Riêng vùng núi Bắc Bộ phổ biến 13 đến 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Do hoàn lưu của không khí lạnh, từ ngày 6 đến 7 tháng 12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Theo các chuyên gia khí tượng, đợt rét tăng cường hiện nay chỉ có cường độ trung bình. Từ khoảng ngày 15 hoặc 17 đến 25 tháng 12, miền Bắc và miền Trung có thể đón đợt không khí lạnh cường độ rất mạnh, có thể gây ra hiện tượng băng giá trên vùng núi cao.